Rất vui là được gặp lại quý anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay Hiền Kim lại xin lên sóng báo giá thêm một chiếc xe màu đỏ tươi rất là đẹp, Hyundai Elantra bản GLS số tự động 1.6, xe lắp ráp tại Việt Nam, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Chiếc xe này đang được chào bán tại showroom Family Car Hải Dương với giá là 575 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ gốc. Nếu quý anh chị có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị xe, hỗ trợ lãi suất bây giờ 0,75% một tháng. Và chất lượng xe thì cam kết đảm bảo bằng văn bản, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, bao test thợ, test hãng toàn quốc, có văn bản cam kết đàng hàng giữa người mua và người bán. Chiếc xe này thì order hơn 3 vạn màu đỏ, chính chủ, đẹp tươi từ trong ra ngoài, sơn zin gần như toàn xe. Quý anh chị có nhu cầu xem xe hay thương lượng về xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là 0978607555 hoặc 0941337888. Sẽ quay một vòng chi tiết màu đỏ, cảm biến phía sau đầy đủ nhé. Xe order hơn 3 vạn, tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng, đề nổ thông minh, màn hình camera lùi đầy đủ, cửa sổ trời, dòng này thì em chạy thấy cảm nhận nó khá là đầm chắc xe, đồ đầm đồ chắc rất là tốt luôn. Mà sẽ quay luôn máy khoang hành lý. Zin từng chi tiết một. Tìm lỗi tặng xe nhá. Hệ thống phun rải đèn led tự động này, đèn gầm. Thì Kim xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Hyundai Elantra bản GLS 1.8 số tự động, xe lắp ráp tại Việt Nam, order hơn 3 vạn và giá đang chào bán chiếc xe 575 triệu.